Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 9 năm 2018, có những nội dung chính như sau. Quảng Bình sẵn sàng tâm thế cho năm học mới. Hơn 400 người dân tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Tuyên Hóa chú trọng đảm bảo an toàn hồ đập trước mùa mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, Huyện ủy Quảng Trạch vừa tổ chức công bố quyết định thành lập bộ phận văn phòng phục vụ chung khối mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội huyện. Căn cứ hướng dẫn của Ban tổ chức tỉnh ủy về tổ chức và hoạt động của bộ phận văn phòng phục vụ chung khối mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện, trên cơ sở sắp xếp bố trí lại bộ máy biên chế của khối đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, Huyện ủy Quảng Trạch đã ban hành quyết định về việc thành lập bộ phận văn phòng chung của khối mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội huyện. Theo đó, đồng chí Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện được giao nhiệm vụ điều hành văn phòng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện làm thủ trưởng cơ quan và chủ tài khoản của khối. Tổ chức bộ máy biên chế của bộ phận gồm các chức danh kế toán, văn thư lưu trữ, phục vụ kiêm thủ quỹ, lái xe, bảo vệ. Trên cơ sở quyết định thông qua, Thường trực Huyện ủy Quảng Trạch đã yêu cầu bộ phận văn phòng chung của khối mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội huyện thống nhất ban hành quy chế hành chính, quy chế chi tiêu nội bộ để triển khai thực hiện. Vừa qua, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh đã tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Sau 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn Hiền Ninh đã đổi thay rõ rệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 26 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,5%. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường. Tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2017 trên 126 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 80 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Quảng Ninh đã biểu dương những thành tích mà xã Hiền Ninh đạt được và mong muốn thời gian tới, địa phương cần tập trung giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng phát triển sản xuất, cải thiện đời sống của người dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chi bộ Ban Tham mưu Đảng bộ Quân sự thành phố Đồng Hới vừa tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 3 quần chúng ưu tú. 3 đảng viên mới được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam đợt này là những quân chủng ưu tú hiện đang huấn luyện tại đại đội pháo phòng không 37 ly, nữ dân quân thường trực thành phố Đồng Hới. Tại buổi lễ, các đảng viên mới được kết nạp đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng nghĩa vụ của người đảng viên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhằm động viên hỗ trợ các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trong năm học mới, hôm nay ngày 4 tháng 9, Hội khuyến học tỉnh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chua Me Đất đã trao học bổng cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Hội khuyến học tỉnh và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chua Me Đất đã đến động viên và trao 70 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh trên địa bàn xã. Đoàn cũng đã trao 65 suất quà với tổng số tiền 65 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi thuộc địa bàn xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, với mong muốn hỗ trợ phần nào chi phí sách vở và dụng cụ học tập cho các em khi bước vào năm học mới, động viên các em cố gắng chăm ngoan, học giỏi để trở thành người có ích cho xã hội. Đây là năm thứ 3, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chua Me Đất đồng hành cùng Hội khuyến học tỉnh trong chương trình Tiếp sức đến trường nhằm chia sẻ với những khó khăn của các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Được biết, năm học 2018-2019, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chua Me Đất sẽ trao 301 suất quà cho các em học sinh tại 15 trường học thuộc huyện Bố Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Hôm qua ngày 3 tháng 9, huyện đoàn Quảng Ninh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện và Phòng Giáo dục Đào tạo tổ chức chương trình tiếp sức đến trường và liên hoan thiếu nhi nghèo vượt khó năm học 2018-2019. Đây là chương trình thường niên của tuổi trẻ huyện nhằm huy động sự chung tay của cộng đồng để giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, học sinh tàn tật có cơ hội được đến trường. Sau một thời gian phát động, chương trình tiếp sức đến trường đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức và cá nhân có lòng hảo tâm. Tại buổi lễ, huyện đoàn Quảng Ninh và các đơn vị đã trực tiếp trao 16 suất quà, mỗi suất là một chiếc xe đạp trị giá 2 triệu đồng cho 16 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã thị trấn trên địa bàn, tặng 38 suất quà tiếp sức đến trường, mỗi suất 500.000 đồng. Ngoài ra, chương trình còn tặng 600 chiếc khăn quàng đỏ cho liên đội các trường vùng khó khăn thuộc các xã Trường Sơn, Trường Xuân và trường phổ thông dân tộc nội trú huyện để cấp phát miễn phí cho học sinh trong dịp năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, mùng 5 tháng 9, cùng với học sinh trong cả nước, trên 226.000 học sinh tỉnh Quảng Bình sẽ bước vào ngày khai giảng năm học mới. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được các trường học trên địa bàn tỉnh hoàn tất, sẵn sàng mọi tâm thế để bước vào năm học 2018-2019 với nhiều kỳ vọng mới. Công tác chuẩn bị năm học mới đã được các trường học trên địa bàn tỉnh tích cực chuẩn bị từ đầu tháng 7. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có văn bản hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc khẩn trương rà soát lại trường lớp và trang thiết bị dạy và học. Năm học này, bằng nguồn ngân sách và đóng góp của nhân dân, nhiều trường học đã đầu tư cải tạo, xây dựng theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Tính đến thời điểm này, Quảng Bình có trên 76% tỷ lệ phòng học được kiên cố hóa, 100% các trường học có thư viện. Toàn tỉnh có 351 trường trên tổng số 590 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ gần 60%, trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất là bậc học, tiểu học và mầm non. Trường Mầm non Trọng Phú đã khắc phục mọi cái khó khăn và tích cực làm tốt công tác tham mưu để địa phương đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị. Thì trước mắt nhà trường đã đầu tư và đã xây thêm 4 phòng học mới chuẩn bị cho cái năm học tiếp theo và đang trong cái thời kỳ thi công. Thứ hai là chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức để bằng mọi cái hình thức để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, không ngừng cái tăng trưởng thêm cơ sở vật chất, xây dựng cái môi trường giáo dục theo quan điểm là giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đến thời điểm hiện tại thì trường đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các điều kiện để cho học sinh sẵn sàng bước qua một năm học mới. Trong hè là nhà trường đã rà soát lại tất cả là cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, chuẩn bị bàn ghế, bảng và các trang thiết bị để hỗ trợ cho công tác dạy và học. Về giáo viên thì thành phố đã biên chế đủ giáo viên cho trường tiểu học Đồng Phú để đảm bảo là giáo viên đứng lớp. Bước vào năm học mới, ngành giáo dục Quảng Bình cũng đã kiện toàn cân đối đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cả về số lượng lẫn chất lượng. Được sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong tình hình mới. Đến nay, 100% cán bộ quản lý và giáo viên các cấp học đã được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của năm học mới. Bên cạnh đó, các trường học cũng đã đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục áp dụng cho từng khối học. Có thể nói cho đến thời điểm này thì trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ đã chuẩn bị đầy đủ các cái điều kiện để chuẩn bị khai giảng năm học mới 2018-2019. Đặc biệt trong năm học này, chúng tôi chú trọng tập trung đề ra các cái giải pháp để nâng cao cái chất lượng giáo dục. Đặc biệt đối với học sinh khối 12, chúng tôi sẽ tổ chức ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia sớm và cuối năm học chúng tôi sẽ tập trung ôn luyện cho học sinh theo cái hướng là thi online. Đối với học sinh khối 10, chúng tôi yêu cầu chi đoàn giáo viên tổ chức cho các em cái hội thảo đổi mới về phương pháp học tập. Trên cơ sở đó để các em có một cái sự thay đổi kịp thời phương pháp học tập bộ môn, đặc biệt trong cái thời điểm chuyển cái cấp học. Để ngày khai giảng đảm bảo đơn giản, trang nghiêm và tiết kiệm, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các trường đã chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 chu đáo, mang đậm giá trị truyền thống, trong đó lồng ghép với việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tạo không khí phấn khởi, vui tươi cho học sinh. Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 năm nay, theo quy định, các trường sẽ tổ chức ngắn gọn, trang nghiêm, đầy đủ, trong khung thời gian không quá 50 phút. Từ ngày tụ trường, mùng 10 đến giờ, thì nhà trường đã thực hiện rất tốt các cái công tác chuẩn bị. Đó là nhà trường đã làm cái ngày tụ trường rất là thành công, học sinh đến đông đủ, sau đó thì triển khai cho các em lao động cùng với thầy giáo, cô giáo trong trường tổng vệ sinh, rồi thực hiện cái chương trình sinh hoạt tập thể, rồi là tu bổ lại các cái công trình, các cái phòng thực hành thí nghiệm, tất cả để chuẩn bị đầy đủ cho năm học mới. Hôm nay thì bọn em đang còn tham gia vào chương trình tổng duyệt cuối cùng Trong ngày khai giảng năm nay thì có chủ đề không khí vui nhộn hơn, vì có cả em lớp 6 mới vào. Không khí thì cả em rất là phấn khởi, vui tươi. Với việc chuẩn bị chú đáo các điều kiện, các trường học trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng bước vào năm học mới với sự phấn khởi, tràn đầy quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm học mới 2018-2019. Gia đình em đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Mẹ em đã mua rất là nhiều quần áo mới, đồ dùng học tập mới, sách vở mới cho em. Và em cũng đã chuẩn bị một tinh thần thật là thoải mái và sảng khoái để bước vào năm học mới. Gần đến cận kề của khai giảng thì sự chuẩn bị về đồ dùng học tập, tư trang cũng như trao dồi lại các kiến thức cũ. Em cũng đã sẵn sàng để mà bắt đầu một năm học mới với nhiều kiến thức mới. Năm học mới thì không những riêng bản thân tôi mà cũng như mong muốn của tất cả các hiệu trưởng thì cũng mong muốn là các cấp tiếp tục là chỉ đạo, quan tâm và tạo mọi điều kiện để là các trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học của mình. Năm học 2018-2019, tỉnh Quảng Bình quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa việc hiện thực hóa nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo bằng các chương trình hành động cụ thể, hiệu quả. Với sự chuẩn bị chú đáo của ngành giáo dục Quảng Bình, sự chung tay của cả cộng đồng, hy vọng rằng ngành giáo dục Quảng Bình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Hơn 400 người dân tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Tuyên Hóa chú trọng đảm bảo an toàn hồ đập trước mùa mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn giao thông cho giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018 tại thành phố Đồng Hới, ban tổ chức địa phương giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018 thông báo: 1. Cấm các loại phương tiện tham gia giao thông lưu thông trên các tuyến đường từ trước cửa khách sạn Cosevco, đường Quách Xuân Kỳ, đường Nguyễn Du, đường Trương Pháp đến trước cửa khách sạn Việt Lào. 2. Thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2018. 3. Phương án phân luồng giao thông trong thời gian cấm đường. Các phương tiện tham gia giao thông đi và đến xã Bảo Ninh, đi theo đường Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Lệ 2, quốc lộ 1 và ngược lại. Chiều nay ngày 4 tháng 9, trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã xảy ra vụ cháy rừng sản xuất thuộc khu vực rừng phòng hộ, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình. Theo thông tin ban đầu, đám cháy được phát hiện vào khoảng 14 giờ chiều ngày 4 tháng 9. Lửa bùng phát từ khu vực rừng sản xuất thuộc địa phận thôn Hữu Hầu, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh. Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, lực lượng của Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ của các xã Gia Ninh, Hải Ninh và Võ Ninh và các xã lân cận cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ quân sự huyện, lực lượng kiểm lâm, công an huyện Quảng Ninh khẩn trương tham gia chữa cháy rừng. Tuy nhiên, do thời tiết khô hanh cùng với thảm thực vật và cây rươi mọc dày đặc làm cho ngọn lửa bùng cháy lan rộng ra địa phận rừng phòng hộ thuộc xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Đến hơn 16 giờ 30 phút, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đã có mặt hỗ trợ địa phương khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, đến 18 giờ cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt, chưa xác định được mức thiệt hại. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Như vậy, chưa đầy một tháng, trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã xảy ra 2 vụ cháy rừng. Thông tin chi tiết về vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, trong đợt hoạt động đối ngoại vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân bản Nong Bua, huyện Pula Pha, tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đợt mưa đầu tháng 8 năm 2018 đã gây ngập lụt kéo dài, gây chia cắt các bản làng ở khu vực biên giới nước bạn Lào. Sau lũ, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là điều kiện chăm sóc y tế. Chia sẻ khó khăn với bà con nơi đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Ca Lo phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khăm Muộn, đại đội biên phòng 312 tổ chức vệ sinh bản làng, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bản Nong Bua. Nhân dân bản Nong Bua chúng tôi rất khó khăn trong khám chữa bệnh, điều kiện y tế ở đây còn nhiều hạn chế. Bản ở xa trung tâm, nên người dân ít được khám chữa bệnh, thuốc điều trị không còn nhiều. Hôm nay được Bộ đội Biên phòng Việt Nam sang khám bệnh và thuốc miễn phí, chúng tôi cảm ơn các đồng chí đã hết lòng với bà con dân bản. Nghe thông báo được Bộ đội Việt Nam sang khám bệnh và cho thuốc, gia đình tôi đi từ sáng sớm, mang theo cơm nắm, ở lại chờ để được bộ đội khám bệnh. Con trai tôi bị ốm mấy hôm nay rồi, được cả bác sĩ khám và cho thuốc, hướng dẫn cách uống thuốc. Tôi thật yên tâm, cảm ơn Bộ đội Việt Nam. Hơn 400 người dân đã được cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình khám và cấp thuốc miễn phí, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe. Những trường hợp có bệnh lý nặng đã được tư vấn để có hướng hỗ trợ điều trị. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình và người dân đã tiến hành làm vệ sinh bản làng, phát quang bụi rậm, phun thuốc diệt muỗi làm sạch môi trường. Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức thăm, khám, chữa bệnh cho một số gia đình ở bản Nong Bua, tặng quà cho chính quyền và các học sinh nghèo sau đợt lụt vừa qua, thì có thể nói đây là một hoạt động rất ý nghĩa nằm trong cái chương trình đối ngoại hàng năm của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Ca Lo và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình. Qua hoạt động này á, thì nhân dân các bộ tộc ở khu vực Nong Bua, Làng Khang không những cảm nhận được việc Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân các bộ tộc Lào trong quá trình đánh đuổi giặc Mỹ, mà hiện nay trong thời bình cũng góp phần để nâng cao dân trí trong việc thực hiện chương trình các em đến trường, rồi khám chữa bệnh nâng cao từ đời sống hàng ngày, phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng những mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Ca Lo đã trao tặng cho bản Nong Bua một TV 43 inch, 30 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, 4 phần quà cho 4 em học sinh trong chương trình Nâng bước em đến trường. Những hoạt động của lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã để lại dấu ấn trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự ở vùng biên giới, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân và bộ đội biên phòng hai nước Việt Lào. Chuyển sang những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn huyện Bố Trạch đang tập trung xuống đồng để nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu năm 2018. Vụ hè thu năm nay, toàn huyện Bố Trạch gieo trồng gần 2.800 ha lúa các loài, trong đó chủ lực là các dòng lúa ngắn ngày như PC6, HT1, Xuân Mai. Nhờ chủ động nguồn nước cũng như các biện pháp diệt chuột và phòng trừ sâu bệnh nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã bắt đầu thu hoạch. Năng suất trung bình ước đạt từ 44 đến 48 tạ một hecta. Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bố Trạch đang chỉ đạo bà con nông dân tăng cường cơ giới hóa nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa. Vụ hè thu năm nay, huyện Quảng Trạch gieo xạ được 3.400 hecta lúa, chủ yếu là các loài giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày. Hiện nay, các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã thu hoạch được khoảng 80% diện tích. Năm nay, nhờ chủ động được các khâu trong sản xuất, tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, bà con nông dân đã bám sát lịch thời vụ, chăm bón theo đúng quy trình hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, nên đã rút ngắn được thời gian sinh trưởng của cây lúa. Tính đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã thu hoạch được khoảng trên 80% diện tích, năng suất ước đạt 52,5 tạ trên 1 hecta. Hiện tại, thời tiết đang có nhiều diễn biến phức tạp, với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch đang chỉ đạo các địa phương, động viên bà con nông dân tranh thủ thời tiết, tích cực ra đồng, thu hoạch lúa hè thu, phấn đấu hoàn thành việc thu hoạch lúa trước ngày 10 tháng 9 năm 2018. Những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con nông dân cả xã vùng Nam thị xã Ba Đồn đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ hè thu năm 2018. Vụ hè thu năm nay, toàn thị xã Ba Đồn gieo cấy gần 2.200 hecta lúa với các giống lúa chủ yếu như SV181, PC6, HT1, Khang Dân 18. Đây là các giống lúa có năng suất cao, phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương đã được kiểm nghiệm qua các năm. Theo đánh giá của Phòng Kinh tế Ủy ban nhân dân thị xã, vụ hè thu năm nay, năng suất lúa trên địa bàn thị xã ước đạt 54,7 tạ trên 1 hecta. Hiện nay, bà con nông dân đã chủ động thu hoạch sớm lúa hè thu, nhất là ở các vùng trũng, vùng sung yếu mưa lũ, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có mưa lũ. Nhờ sử dụng máy móc cơ giới trong thu hoạch nên đến thời điểm này, thị xã đã hoàn thành thu hoạch hơn 1.500 hecta lúa. Dự kiến khoảng 15 tháng 9 sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa hè thu năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, Tuyên Hóa là địa phương có nhiều hồ chứa, đập dâng, nhưng hầu hết các công trình này được xây dựng từ rất lâu nên hiện nay đã bị xuống cấp. Tình trạng này ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn tài sản và tính mạng của người dân địa phương. Phản ánh của phóng viên thời sự. Xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa hiện có 8 hồ đập lớn nhỏ đang hoạt động. hàng năm vào mùa mưa lũ, nước sông ngàn sâu dâng cao, gây áp lực lớn đến hệ thống hồ đập trên địa bàn. Sau các trận bão lũ liên tiếp những năm trước, đập Cây Trâm ở thôn Tân Đức đã có hiện tượng bị rò rỉ ở khu van xả cấp nước dưới chân đập. Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, từ đầu năm, xã đã huy động nhân lực, vật lực để cải tạo nâng cấp công trình này. Đập mà được xây dựng bằng đất, có cái nâng cấp thêm là bằng đá học. Do đó nó có cái rò rỉ rất là lớn. Đấy là cái nguy cơ có thể nó đe dọa đến cái ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của nhân dân. Mà nếu như không được cái gia cố trong những cái thời gian tới. Thì về với trách nhiệm của chính quyền địa phương thì chúng tôi đã có cái báo cáo lên chính quyền cấp trên và đã có tờ trình xin kinh phí để tu sửa nâng cấp đảm bảo an toàn. Đối với địa phương thì chúng tôi chuẩn bị cái thực lực cần thiết để phục vụ cho cái công tác phòng chống thiên tai nói chung, phòng chống lụt bão cũng như là cái đảm bảo cái an toàn cho nhân dân phía dưới hồ đập. Huyện Tuyên Hóa hiện có 10 hồ chứa, 104 đập dâng vừa và nhỏ. Hầu hết đều do Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn quản lý và sử dụng. Tuy nhiên, cả công trình đều đã xuống cấp hư hỏng. Nhằm khắc phục tình trạng này, các địa phương trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch và phương án dự phòng để bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi, nhất là hệ thống hồ đập. Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa cũng đã chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ. Đối với các công trình đang xây dựng dở dang, cần chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình trước và trong mùa mưa bão. Tôi cũng đã tiến hành rà soát lại các cái công trình trọng điểm, ví dụ các cái hồ chứa trên địa bàn và đã đưa ra các cái biện pháp giải pháp trong thời gian tới. Đặc biệt, chúng tôi đã tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của huyện, chỉ đạo các địa phương, các cái đơn vị quản lý vận hành các cái hồ chứa để xây dựng cái phương án đảm bảo an toàn vùng hạ du để chủ động trong mọi cái tình huống, kịp thời di dân khi cần thiết để đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân. Để cái đảm bảo cái an toàn hồ đập trên địa bàn thì hiện nay là khó khăn về cái kinh phí để khắc phục, sửa chữa và nâng cấp, đặc biệt là các cái công trình hồ ở trên địa bàn. Thì cái này chúng tôi cũng đã đi kiểm tra và đề xuất với chi cục thủy lợi để rồi có cái phương án trong thời gian tới, đề xuất với tỉnh xem xét nghiên cứu để rồi cấp kinh phí để làm thế nào để giúp đỡ địa phương thực hiện tốt công tác nâng cấp, sửa chữa, đảm bảo cái an toàn hồ đập trên địa bàn. Hiện nay huyện Tuyên Hóa mong muốn sự quan tâm của các cấp các ngành tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho địa phương nâng cấp, sửa chữa các công trình đã bị xuống cấp hư hỏng theo danh mục các công trình ưu tiên nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao.